không qua một lời kể nào cả. Tôi bây giờ thì đã có những kinh nghiệm rồi quý vị, để đưa tôi đi tù một lần nữa thì không có dễ đâu. Ngày xưa đó tôi đơn giản lắm, bởi tôi nghĩ rằng thì sẽ có người bảo vệ tôi. Nhưng mà không nha, tôi sai tôi vẫn đi tù, nhưng không có nghĩa là tôi đi tù là tôi tạo ra một cái hận thù nào đó, không hề. Cho nên khi tôi trở về lập tức tôi bỏ ngay là cái quỷ bộ tiên của nó, là lý tưởng sống là một cái bằng chứng là tôi yêu nước thương dân. Thì hôm nay tôi mạnh dạn chia sẻ với quý vị như thế này. Đi tù nó có những cái quy định rất cụ thể. Thì tôi chia sẻ một sự vô cảm hay thông cảm với quý vị. Chính bản thân tôi là người chứng kiến và là cũng là người trong cuộc. Câu chuyện thứ nhất là trong trại giam An Phước hay là tất cả những trại giam nào đó, thì khi gặp cán bộ đó thì tất cả đều phải chào cán bộ, mà hai người cán bộ trở lên đó là chào hội đồng cán bộ. Thì đó là quy định phạm nhân phải chấp hành. Nhưng có một cái câu chuyện này khiến tôi cảm thấy tôi buồn. Tôi buồn cho tôi và tôi buồn cho sự đời. Thì cái ngày hôm đó đó quý vị biết là ở tù á, đi làm từ 4 5 giờ sáng cho đến 5 6 giờ chiều mới được về. Về á mà chờ được nước tắm á cho sạch sẽ đó thì cũng đã hết thời gian rồi. Thì vô tình hai người bạn đó ngồi ghế đá nói chuyện với nhau. Ngồi như thế này nè quý vị, hai người nói chuyện này nè. Thì bỗng nhiên một cán bộ mà tôi đã kêu là hoàng hậu đó, ở đó có hoàng thượng và hoàng hậu đi ngang qua. Thì hai cô này mãi mê nói chuyện cho nên đâu có thấy hoàng hậu đi ngang qua. Thế là quên chào hoàng hậu. Thì hoàng hậu quay trở lại vào văn phòng viết hai tờ nội quy. Mỗi một tờ viết một tiếng rưỡi. Thì hai cô mới viết là một cô 3 tiếng đồng hồ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cắm đầu viết 3 tiếng đồng hồ. Vậy thì nếu như thằng hậu mà có sự thông cảm á thì đã đi qua rồi. Đâu có vì một cái tiếng chào mà quay trở lại bắt người ta đi viết một tờ nội quy như vậy. Ở đây tôi không nói gì nội quy của trại giam là tất nhiên, nhưng có những sự thông cảm vì chị em đi làm ở tù khổ lắm, cực lắm. Một sự thông cảm thôi. Người ta nói chuyện người ta không có ý, người ta nhìn qua. Chứ thật sự ra quý vị biết tất cả các tù nhân đều rất là chấp hành. Gặp cán bộ là phải chào. Nhưng hai cô đó nói chuyện như thế này, không ngờ hoàng hậu đi ngang qua thì lập tức hoàng hậu kêu vào viết ngay hai tờ nội quy. Vậy thì quý vị thấy có nhẫn tâm hay không? Hai tờ nội quy nó nói lên được cái gì trong đó người ta ở tù bao nhiêu năm ở đó? Tại sao tôi nói hoàng thượng và hoàng hậu? Vì á, nó có một cái lạ như thế này nè. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên mà nhiều cán bộ đó cũng nói với tôi á, là trong một trại giam chồng làm giám thị, vợ làm phó ca, cả dòng họ làm trong trại giam. Nghe quý vị, và tôi nói rằng là tôi sẽ về tôi bàn nhân dựng cái mô hình trồng chuối. Là tại sao? Chính hoàng hậu nói với tôi là trồng chuối xuất khẩu đi 7 nước. Và một hai ba người đó nói thì tôi không biết có hay là không, nhưng mà đất đó là đất rừng phòng hộ, đất quốc phòng, và hoàng thượng hoàng hậu đem ra chơi sạch thì tôi không biết là có hay không. Cái này phải đợi thanh tra vào mới biết. Và trồng chuối và kể cả hoa hồng đi xuất khẩu. Và điều quan trọng nhất hôm nay tôi phải nói là trong cái nội quy á, cán bộ không được tiếp xúc với gia đình thân nhân khi mà phạm nhân đang thi hành án ở đó. Nhưng cả hoàng thượng hoàng hậu tìm tới Đại Nam nhờ anh Dũng tiêu thụ chuối giùm. Sau khi tôi không đồng ý thì tôi trở thành một nạn nhân tích cực. Quý vị nghĩ đi. Và cái điều thứ hai nữa đó là hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì tôi đã ở đó ngày 8 tháng 3. Nhưng quý vị, ngày 8 tháng 3 thì thông tin cho tất cả các phạm nhân đều được 100 ngàn là do cục cho phạm nhân. Thì 100 ngàn đó đối với người ở tù rất to lớn. Là bởi vì sao? Mua được chai nước tắm, chai nước tương nè, một hũ chao nè. Đối với những phạm nhân gọi là mồ côi á thì người ta chỉ có chai nước tương dầm ớt thật là cay, nuốt cho thật là lẹ, có bữa cơm cho mỗi phạm nhân 100 ngàn. Nhưng không, thậm chí 100 ngàn đó có thể đăng ký số điện thoại để gọi về nhà, mỗi lần phải có tiền mới gọi điện thoại về nhà. Nhưng không, cho chai xà bông chưa tới 50 ngàn đồng. Tất
cả phạm nhân ở đó đều phải ký nhận 100.000, trong đó có tôi. Vậy thì quý vị nghĩ đi, cái điều này đúng hay sai? Tại sao không cho người ta 100.000 như bảo tục cho, mà lại ép người ta lấy một chai xong chưa tới 50.000? Người ta không có nhu cầu chai xong. Bởi vì sao? Ở trong trại nó có quy định bao nhiêu tháng cho xà bông, bao nhiêu tháng cho kem đánh răng, cho bàn chải, cho xà bông giặt đồ, cho đường. Tại sao không cho người ta 100.000 mà lại cho chai xà bông có mấy chục ngàn? Vậy mấy chục ngàn nó đi đâu về đâu, và ai quyết định cái câu chuyện đó đối với phạm nhân? Vì trong đó tôi cũng là phạm nhân của ngày 8 tháng 3. Tôi nói trước công chúng nè, tôi không nói sai, và cứ đi xác minh xem những gì Nguyễn Phương Hằng nói không sai. Và tôi biết rằng so với tổ chức thì đại gia ban phó cán bộ vi phạm với tổ chức không là mấy chục điều rồi, chứ đừng nói với phạm nhân. Cho nên cái câu chuyện này tôi không muốn bàn nữa, bởi vì tôi đã về rồi. Nhưng thật là thương những chị em tù ở đó. Quý vị nghĩ đi, 100.000, người ta sống được một tháng, người ta đâu có nhu cầu chai xà bông mà ép người ta lấy chai xà bông cho bằng được. Mà chai xà bông đó, khi tôi lên tôi chất vấn với ông phó giám thị Đỗ Hồng Sơn, tôi nói thẳng, bây giờ tôi lên đây tôi nói chuyện với phó giám thị, tôi với vai trò là phạm nhân hay người đời? Ông trả lời tôi là đừng làm khó ổng. Tôi chất vấn ổng, tôi hỏi tại sao không cho phạm nhân 100.000 mà cho chai xà bông như vậy? Ông đớ miệng với tôi, ông nói lần sau sẽ cố gắng cho tiền. Có nghĩa là chính tôi đã chắc chắn ông Đỗ Hồng Sơn rất nhiều lần nha quý vị. Tôi đi tù nhưng tôi vẫn biết đấu tranh, chứ không phải là tôi đi tù. Tôi chỉ mất quyền tự do chứ không mất nhân phẩm. Tôi sai, sai với pháp luật, không sai với nhân phẩm. Chính cái điều tôi hiểu biết, không phải nhà hàng biết tôi, chỉ còn một cách của cô là tôi thôi. Tôi nói với vị á, tại sao tôi nói hai vợ chồng, hai đứa con đi xuống chạy Đại Nam gặp anh Dũng, kêu anh Dũng tiêu thụ chuối, có hay không, trích từ số điện thoại ra, có hay không, và sau khi tôi không đồng ý thì đối xử với tôi như thế nào? Còn hàng trăm chuyện thật là đau lòng. Tôi là người ăn ngay đó thẳng, tôi sống cho tôi thì xong rồi, nhưng còn 5.000 phạm nhân ở đó người ta đau khổ như thế nào? Tôi cũng mong là những cái lời nói này của tôi đến tai lãnh đạo, xuống thanh tra toàn diện đại gia ban phước. Tại sao cả chồng họ nằm trong đó, cháu kia bằng cô, bằng dì, bằng tía, bằng mợ, bằng cậu, bằng chú, chồng làm giám thị, vợ làm phó ca, vậy thì ở trên đe dưới búa, cán bộ ở giữa cũng không sống nổi. Đó là sự thật, vì lời thật hay mất lòng, nhưng bản thân tôi đứng giữa trời đất, tôi đau khổ vô cùng khi tôi tới đại gia ban phước, và tôi ân hận vô cùng khi tôi có mặt ở đại gia ban phước. Nhưng cũng có cái hay để tôi biết được, tôi biết được những sâu xa bên trong mà chị em phụ nữ và kể cả những người đi tù họ đau khổ như thế nào. Tất cả là trồng chuối hết, tất cả là trồng hoa hồng hết, biến tất cả thành làm kinh tế hết. Có hay không làm cho rõ, trả lời cho nhân viên biết, vì trong đó có tôi. Tôi là người chứng kiến, tôi là người biết rất nhiều, cho nên tôi dám nói, tôi dám nói sự thật, và tôi chấp nhận những lời nói hôm nay trước công chúng là sự thật. Nếu tôi làm bãi thì tôi đã đi qua rồi. Không khi nào tôi quay trở lại mà tôi bắt người ta viết hai tờ kiểm điểm mặt béo gì đó mà phải hành người ta viết cho bằng được. Cho nên tôi mới nói ở An Phước có hoàng thượng và hoàng hậu, cho nên tôi phải điện thoại trong trời. Cho nên mọi người không hiểu tôi, chửi tôi. Và bà ấy đã nói với tôi là bà ấy trồng chuối, có 8 cổ đông, tôi đang bàn với anh Dũng là tìm cách trồng chuối đi, kiếm nhiều tiền hơn. Kinh tế người ta làm tốt, mình cũng cố gắng mình học hỏi để mình có cái mình kiếm nhiều tiền hơn, mình giúp trẻ em mổ tim, được không quý vị? Cho nên cái ranh giới giữa vô cảm và thông cảm nó rất là mong manh. Mình thương người, mình có cái tấm lòng bao dung, mình sẽ bỏ qua những cái điều đơn giản lắm. Còn một khi mà mình nghĩ rằng mình là tất cả, mình là người có quyền nhất, tại sao người ta gọi là hoàng thượng và hoàng hậu? Một cái cử chỉ đó thôi cũng đủ hiểu rằng là tao ở đây là nhất, không chào tao thì hai tờ nội quy viết 3 tiếng đồng hồ, 15 nội quy thì quý vị biết viết rồng rã như thế nào. Tôi nói ở đây là tôi không đả kích, nhưng mà hãy thông cảm, hãy thông cảm với người ta, cả một ngày là bị mệt mỏi rồi, có đáng gì đâu mà quay trở lại bắt người ta vô
mà kiểm điểm rồi tôi đau lòng. Tôi nói thật, tôi nghĩ tại sao trên đời lại có những người ta cố cản đến nhầm, mặc dù là phụ nữ với nhau mà lại nhẫn tâm đi qua rồi đi quay trở lại lâu người ta vô giết hai tòa nội quy. Vậy thì quý vị nghĩ rằng là như thế nào? Cho nên tôi chỉ có một lời khuyên tất cả chị em phụ nữ, làm bất cứ thứ gì cố gắng đừng vi phạm pháp luật, tù khổ lắm.